Và một ngày đẹp trời, bạn được bố mẹ cho 5 triệu để mua điện thoại. Nhưng bạn không biết phải mua gì vì phân khúc 5 triệu đã có quá nhiều sản phẩm khác nhau. Vậy thì bây giờ phải làm sao ta? Ui, tưởng gì, cái này dễ mà. Phân khúc này là hơi bị nhiều máy luôn đấy. Đúng rồi, ví dụ như là con Realme 6i nè. Chị rất thích cái con này luôn bởi vì cấu hình rất là tốt mà thiết kế lại rất là trẻ trung. Wow. Mà giá là cũng rất là hợp lý, chỉ có 4.990.000 đồng. Dạ, ngon quá vậy. Trời, hơi bị ngon nha, hơi bị được nha. Điểm nhấn của chiếc điện thoại này mà chị cực kỳ thích luôn đó là cục 4 camera. Với camera chính là 48 MP, camera siêu rộng là 8 MP. Rộng tới mức mà chị chụp full body phì nhiêu của con gà là cũng ok luôn, chơi luôn. Camera đơn sắc chụp sáng phông là 2 MP. Và cuối cùng là camera macro 2 MP. Điểm nhấn thứ hai mà chị cực kỳ thích ở cái con Realme 6i này đó chính là pin siêu trâu luôn. Trâu như thế nào? Trâu Trâu như nào? Trâu như thế nào? Trâu như trâu vãi. Vãi cả lên. Pin của chiếc Realme này siêu trâu luôn, nhưng mà chị đã nói với gà đó là tới 5000 mAh luôn, mà còn hỗ trợ sạc nhanh nữa chứ. Như này á thì chị tha hồ mà chụp hình nè, kiểu quay video cả ngày luôn mà không có sợ hết. Ngoài chụp hình ra thì còn giúp chị cày game cũng như là coi phim thoải mái, không lo bị gián đoạn. Sẵn nói về game á thì con máy này còn được cải tiến sử dụng con chip Helio G80, RAM của nó thì là 4GB và bộ nhớ trong là 128GB, với hệ điều hành mới nhất của nhà Android đó chính là Android 10. Màn hình thì bự VL luôn, kiểu bự như cái đầu thằng gà vậy đó, với thiết kế mà dạng giọt nước, chứa camera selfie 16 MP, giúp chúng ta tha hồ mà sống ảo, không sợ lộ khuyết điểm. Ví dụ như gà nè, nhìn rất là râu ria luôn, chụp lên nhiều khi cũng không thấy râu luôn á em. Realme 6i thì nó cũng sử dụng cái tấm nền IPS với kích thước là 6.59 inch. Hơi tiếc một chút bởi vì á chị là muốn cái Realme 6i này có độ phân giải là Full HD không che. Nhưng mà hơi che rồi, nó chỉ có HD cộng thôi mọi người, không có được Full HD không che. Và một điểm đáng chú ý của chiếc Realme 6i này á là mặt lưng được thiết kế khá là độc đáo, với cái đường vân chạy dọc mà chị cảm tưởng như là nó giống kiểu mấy cái mái tôn lợp nhà. Em thì lại thấy nó giống vali hơn. Em thấy nó giống bánh chưng. Ok, và chúng mình sẽ để hình đây cho mọi người cùng so sánh xem nó giống cái gì nha. Và chiếc Realme 6i này thì có hai màu cho hai em lựa chọn, đó chính là màu xanh ngọc và màu trắng. Nhưng mà cá nhân chị lại thích màu xanh ngọc hơn bởi vì nó bắt mắt hơn, thu hút hơn nè, và nhìn cảm giác nó đặc biệt kinh khủng. Vậy trong tuần khúc này chị phải nhớ tới chiếc Oppo A31. Chiếc này có hai màu sắc rất là độc đáo nha. Một là màu đen được phủ bóng từ đầu cho tới chân, khiến cho chị cảm giác quý tộc hẳn, như là quý ông quý bà khi mà cầm nó lên vậy đó. Còn cá nhân em thì em thích cầm màu xanh nhám, tại vì nó không bị in dấu vân tay nè, cầm sướng tay. Tay chị có nhỏ không? Tay chị to nên cầm gì nó cũng nhỏ rồi, yên tâm. Như phải tay như chị Giang Thanh nè, tay nhỏ là cầm cái gì nó cũng to ấy. Về bé này á, em thích nhất là em nó có cụm 3 camera nằm ở góc bên trái, với camera chính là 12 MP, camera macro là 2 MP và camera đo chiều sâu là 2 MP. Quá xịn. Còn nữa nè, ngoài 3 camera phía sau ra thì đằng trước thiết kế giọt nước còn chứa thêm một camera selfie với 8 MP, khiến cho chị em mình tha hồ mà tự sướng luôn nha. Chiếc máy này ấy, sở hữu chip Helio B35 với RAM là 4GB, bộ nhớ trong là 128GB, tha hồ mà lưu trữ. Mà lưu trữ gì thì không biết nha. Với màn hình á thì siêu to khổng lồ là 6.5 inch, vì thế em nó sẽ khiến cho chúng ta đủ phê khi xem phim, cầm nắm chơi game thỏa thích. Nhưng mà điều em không thích ở chiếc máy này á, đó chính là độ phân giải của nó chỉ ở HD cộng mà thôi. Tại vì nó nằm ở phân khúc máy giá rẻ mà. Nhưng mà với những gì mà nó mang lại á, thì cái này mình cũng có thể bỏ qua được mà chị nhờ. Còn về pin của chiếc máy này á, là 4000 mAh, nên các anh chị có thể tha hồ mà trải nghiệm xem phim, cày game cùng bạn bè mà không sợ bị tắt nguồn, ốp máy bất chợt. Một chiếc điện thoại mà cũng không thể bỏ qua trong cái phân khúc này mà chị muốn giới thiệu tới hai em cũng như là các bạn, đó chính là chiếc Samsung Galaxy M21. Chiếc máy này thì có giá cao hơn 5 triệu một chút xíu, đó chính là 5.490.000 đồng. Nhưng mà tiền nào của nấy mọi người, nó có những cái ưu điểm mà các bạn có thể là nghe xong khoái liền luôn. Chiếc Samsung Galaxy M21 này cực kỳ thích hợp với những thanh niên nào mà đam mê chơi game nè, hay là luyện phim giống như mình á, bởi vì dung lượng pin lên tới 6000 mAh và tích hợp sạc nhanh 15W. Nhưng mà với pin là 6000 nên máy cũng khá nặng á nha. Chị em nào mà tay bé như tay mình á, nhiều khi cầm chơi game hay là nằm coi phim
nặng quá nó rớt xuống là... Bởi thế em mới bảo với chị rồi, khi mà tay chị nhỏ là chị cầm cái gì nó cũng to cả. Ây da. Ây da, có người yêu rồi mà, biết mà đúng không? Khổ quá. Quạt quạt. Mặc dù chỉ có 3 camera nhưng mà thông số của chiếc Galaxy M21 này cũng khá là ấn tượng, với camera chính là 48MP, camera góc rộng là 8MP và camera chiều sâu là 5MP xóa phông. Không chỉ thế nha, Samsung Galaxy M21 còn trang bị màn hình lớn với kích thước là 6.4 inch, thêm cả công nghệ Super AMOLED nên hình ảnh trông sẽ nổi bật và nịnh mắt hơn. Về hiệu năng thì em này sử dụng con chip Exynos 9611, RAM là 4GB và bộ nhớ trong là 64GB. Và riêng cá nhân chị thì thấy rằng là cái con chip này á, nó không có gì quá nổi bật và gây ấn tượng với chị lắm. Không biết là hai đứa thấy sao không? Không, thật ra cá nhân em cũng vậy, bởi vì thường em sẽ thích mấy con kiểu như là Snapdragon hay là Helio G gì đó, nó mang cảm giác gaming, cái thứ chơi thích hơn. Nhìn chung thì chị thấy rằng là cái em Galaxy M21 này với giá bán là 5.490.000 đồng, tuy là hơi cao hơn một xíu à, nhưng mà cũng đáng là một chiến binh mạnh mẽ trong phân khúc này đó nha. Em vẫn còn ở cái phân khúc này á, em vẫn còn một em điện thoại. Mọi người có biết là em nào không? Redmi Note 8. Như Gà đã nói hồi nãy á, thì chiếc điện thoại này á, sử dụng con chip đó chính là Snapdragon 665. Con chip này á, thì cho khả năng xử lý ở các tác vụ thường ngày đến chơi game ở mức độ ngon lành cành đào luôn. Một điều nữa nha, là con máy này có tới 3 phiên bản bộ nhớ khác nhau để cho mình tha hồ mà lựa chọn. Đó chính là 3GB RAM, bộ nhớ trong là 32GB, hoặc là 4GB RAM, bộ nhớ trong là 64GB, hoặc là 4GB RAM, bộ nhớ trong là 128GB. Bên cạnh đó thì màn hình cũng là một điểm mà em thích nhất ở con này. Nó lên tới 6.3 inch, sử dụng tấm nền là IPS cùng với độ phân giải là Full HD, không chỉ mang đến chất lượng hình ảnh hiển thị rõ nét cũng như cho lợi thế về góc nhìn cao, chị em tha hồ ngắm các anh trai gõ từng đường nét rồi nha. Về camera thì đây là một chiếc máy trang bị cho mình đến tận 5 camera, bao gồm một camera selfie tại mặt trước là 13 megapixel, các camera mặt sau với thông số lần lượt là camera chính với 48 megapixel, camera góc rộng và 8 megapixel, camera đơn sắc xóa phông là 2 megapixel và camera macro là 2 megapixel. Còn về pin của chiếc Redmi Note 8 này á, là đến tận 4000mAh, tích hợp sạc nhanh là 18W, thì các anh em cứ yên tâm mà trải nghiệm các ứng dụng trong thời gian nhiều giờ liên tiếp mà không lo ngại các vấn đề về pin. Về thiết kế của con máy này á, là nó có 3 màu sắc, đó chính là trắng, đen và xanh dương. Em nghĩ đây là 3 màu sắc thực sự rất là dễ sử dụng á. Kiểu dễ phối đồ rồi đúng không em? Đúng rồi. Thế ra nãy giờ hai chị nói hết cả 4 con luôn đấy. Ủa gà, em ở đây hả? Thật sự em chị nãy giờ chị không biết em ở đây á. Đây đây. Nói đi. Bây giờ mời em. Còn với cá nhân em á, thì thật sự là trong phân khúc giá dưới 5 triệu thì em thích và cũng như là để ý á, là con Huawei P30 Lite. Con này thì giá của nó bán chính hãng ở thị trường Việt Nam thì nó sẽ là 4.990.000. Đó, thì nhìn chung giá con này cũng có thể coi là nằm ở phân khúc giá rẻ rồi. Bởi vì so với con Huawei P30 và P30 Pro thì con P30 Lite này thì nó có khá là nhiều cái bị cắt giảm, như là về camera này thì nó sẽ chỉ có camera độ phân giải là 24MP là camera chính, rồi camera góc siêu rộng là 16MP và camera đo chiều sâu 2MP. Nhưng mà Huawei thì nó vẫn là Huawei thôi. Nó có những cái điểm rất là đặc trưng là camera của nó chụp cũng rất là đẹp, và cũng như là có rất là nhiều bạn thích sử dụng camera của Huawei là cái điểm mà em rất là thích. Còn về màn hình của con này á, thì nó sẽ có kích thước là 6.15 inch và cái độ phân giải của nó là Full HD Plus. Tuy có một cái điểm em không thích, đó chính là nó bị cắt giảm về chất lượng tấm nền. Thì thay vì là nó dùng cái tấm nền OLED để mang lại cái màu sắc trải nghiệm tốt hơn thì con này sẽ chỉ sử dụng đó chính là tấm nền IPS mà thôi. Nhưng mà nhìn chung thì em thấy màn hình con này cũng ở mức gọi là tốt trong tầm giá rồi. Còn cuối cùng á, về một cái điểm nữa, đó chính là về pin. Pin con này thì nó khá là thua thiệt so với 4 con hồi nãy mà hai chị nói đúng không? Như là kiểu 4.000 hay là 5.000 hay 6.000 các thứ, thì con này á, thì nó sẽ chỉ có là 3.340mAh mà thôi. Tức là pin của nó không phải là quá lớn so với những đối thủ ở thời điểm hiện tại, bởi vì con này ra mắt thì nó cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà nhìn chung thì với mức pin này thì em nghĩ là nó vẫn sẽ đủ dùng ở các tác vụ bình thường trong một ngày thì mới phải sạc một lần. Đấy. Còn cái điểm cuối cùng đó chính là hiệu năng, thì con này lại đang sử dụng cái chip Kirin 710, là một con chip mà Huawei tự phát triển với mức RAM là 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Thì vẫn như những con mà hồi nãy hai chị liệt kê thì vẫn có bộ nhớ trong nó lớn để lưu trữ các thứ ok, thoải mái. Còn về con chip này thì em thấy là hiệu năng các thứ thì nó vẫn đáp ứng tốt ở nhu cầu bình thường lẫn chơi game, thì mọi thứ đều có thể coi là ngon lành. Đấy. Và đó là năm chiếc smartphone mà mình nghĩ rằng là nó đáng mua nhất với
phân khúc là trên dưới 5 triệu đồng. Và thực sự có thể nói đây là một cái phân khúc rất hot ở thị trường Việt Nam bởi vì nó có rất là nhiều máy. Nhưng mà qua video này thì mình cũng đã tổng hợp được 5 chiếc smartphone như chị Thanh đã nói là 5 chiếc smartphone đáng mua nhất. Rồi, và nếu như các bạn thích video, đấy, hãy like, share và subscribe kênh channel của Gen Z để gặp tụi mình và được xem được nhiều video thú vị hơn. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye, bye, bye. Peace, peace, peace.